Chào các bạn, mình là Thuần Kia. Mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết chiếc Kia Sorento bán số sàn giá 399 triệu. So với chiếc số sàn 1.4 MT Deluxe giá 425 triệu thì chiếc này cơ bản về ngoại thất nó không khác nhau. Nhưng nó sẽ khác nhau về nhất là vẫn là cùng đèn pha halogen. Đó. Đây là đèn cảnh báo kết hợp với đèn xi nhan luôn. Nhưng so với cái bản 1.4 MT Deluxe thì bản này sẽ không có cái đèn LED ban ngày ở dưới này. Đó, thay vì đó nó sẽ là một máy nhiều đèn có tích hợp có như đèn như này. Vẫn là đèn gầm projector. Đó. Về ngoại thất thì cơ bản là chiếc Sorento giá 399 triệu thì nó không khác so với chiếc 425 triệu. Đó, các bạn coi. Nhưng điểm khác biệt đây. Bản 399 triệu thì nó được trang bị là mâm thép 14 inch. Đó. Các bạn thấy coi như thế này nè. So với bản 1.4 MT Deluxe á thì nó sẽ được trang bị bánh đúc, còn bản này là được mâm thử bấm thép. Đó. Còn một điểm khác nữa là cái phanh sau của bản 1.4 MT Deluxe này á sẽ là phanh tăng trống. Hai phanh trước cũng là phanh đĩa, còn hai phanh sau là vẫn là phanh tăng trống. So với bản 1 MT Deluxe thì bốn bánh này là bánh tăng trống luôn. Đó. Cái con này được trang bị là lốp là 175/70R14. Cái lốp này rất là dày luôn nha các bạn. Các bạn đi rất là êm luôn. Về phía sau thì nó cơ bản là không khác gì nhiều lắm so với chiếc 1.4 MT Deluxe mình đã giới thiệu. Đây là chiếc Sorento Kia. Đó. Điểm khác nữa là bản 1.4 MT Deluxe nó sẽ có chữ Deluxe ở đây. Bản 1.4 MT là nó không có. Điểm khác nữa là tay nắm cửa này nó sẽ có màu sơn cùng với màu cánh cửa luôn. So với bản 1MT Deluxe nó sẽ được trang bị là vèn cửa mài chrome. Đó. Đèn xi nhan nó vẫn tích hợp viên gương bảo rẽ luôn. Vì tổng thể thì bản 1.4 MT này nó không khác nhiều so với bản 1.4 MT Deluxe và bản 1.4 số tự động. Đó. Mình sẽ đi qua một vòng nữa luôn nha. Đó. Nó không khác nhiều luôn. Rồi mình sẽ đi vào phần nội thất. Đó. Đầu tiên, sự khác nhau lớn nhất giữa bản 1.4 MT Deluxe và 1.4 MT đó là đầu DVD. Đầu DVD. Con này là đầu MP3, nó có thể mình có thể kết nối Bluetooth, mình nghe nhạc được như bình thường luôn. Nhưng nó không thể hiển thị màn hình. Đó. Mình cài các nút bấm set radio, media, motor clock. Cái này mình có thể điều chỉnh là tăng giảm âm lượng á. Đó, đĩa. Cái nút này nghe gọi. Đó. Màn hình tắp lô rất là đẹp luôn. Nó khác với so với 1.4 MT á thì nó sẽ không có những cái nút bấm điều chỉnh ở trên vô lăng. Đó. Con này vẫn được trang bị hai túi khí nhé các bạn. Đó, điều hòa. Mình làm ở đây. Và cái nút chỉnh gương. Đây nó có nút chỉnh gương. Các bạn biết cái nút này là nút gì không? Cái nút này là nút điều chỉnh độ cao thấp của đèn pha. Để mình làm cho các bạn coi nha. Đó, ví dụ như khi mình đeo lên. Đó, mình sẽ bắt các bạn nhìn đèn pha trước này. Đó. Đó, mình đang tăng. Đó, mình giảm xuống, các bạn thấy không? Tăng độ chiều cao, giảm xuống. Nó sẽ không thay đổi rõ rệt lắm. Đó. Cái nút này là nút chỉnh gương. Này gương các bạn là gương chỉnh điện nhé. Đây, nút này là nút chỉnh gương. Đó. Đó, các nút bấm điều hòa. Hai điều chỉnh gói sau giống như của anh 1.4 MT luôn. Cái điểm khác nữa là con này sẽ được trang bị ghế da. Ghế da màu cái này mình gọi là màu simili á. Đó, chính xác là như vậy. Con này là được trang bị 4 loa nha. So với bản 1.4 MT Deluxe thì được trang bị 6 loa thì con này được trang bị 4 loa thôi. Vì cơ bản là như vậy. Còn hàng ghế sau thì nó vẫn chiều rộng như vậy luôn. Đó. Mình cây qua cho các bạn coi luôn nha. Đó.
so với bán 1.4 MT Deluxe thì nó sẽ khác nhau một số điểm như vậy. Đó. Đó. Rồi. Còn một điểm nữa, so với bán 1.4 MT Deluxe á thì nó bán này nó sẽ không có cảm biến và nó sẽ không có camera lùi. Bán 1.4 MT Deluxe nó sẽ có 3 cảm biến sau và có camera lùi phía sau luôn. À. Mình nhìn tổng thể một chiếc Kia Soluto 1.4 MT Deluxe. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Thì tổng thể nó sẽ không khác nhau nhiều. Vâng, sẽ vào đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thuần Kia Bình Triệu nha. À, các bạn muốn biết cập nhật thông tin khuyến mãi thì các bạn mình sẽ gửi các fanpage và trang Facebook của mình, các bạn vào đó coi với thông tin khuyến mãi từng dòng xe luôn. Mình sẽ giới thiệu chi tiết từng dòng xe luôn cho các bạn coi. Chiếc này thì mình trả trước khoảng 130 triệu, còn còn lại thì ngân hàng nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là tối đa trong 7 năm. Con này thì là lăn bánh ở Sài Gòn luôn là 450. Con này là lăn bánh ở Sài Gòn luôn là 453 triệu. Rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video của Kia Thần Kia Bình Triệu. Các bạn hãy đăng ký kênh, subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.